Rồi, 54 Vinh, 54 Vinh, Vinh không trẻ máy cho xe cho anh em. Máy này là cam xăng nồi 54. Lúc bắp ha te. Cái đồ này là ở đầu lòng này đi ít có rửa gớm quá, nhưng mà đến với Tấn rồi cũng sẽ sáng lên thôi anh em ơi. Cực vì đam mê, cực vì niềm vui của anh em. Đây là nồi nhám cho anh em. Đá là dở vặn là bay, luôn luôn là như vậy, nồi nhám nha anh em.
8 à. Ok anh em, 54 Gen Gen cho xi xong rồi anh em ơi. Bài này thì bóc nhẹ cho anh em đi tour chơi. Bình bông bô e trụ. Giờ mấy đứa em thích đi vậy. Ột ột nó thích đi vậy. Bô thì móc tăng theo bài. Giờ Tấn làm xe lúc này Tấn có bảo vệ nha anh em. Lúc nào cũng có bảo vệ ngồi đó đằng kia nọ. Anh bảo vệ. What? Đó bảo vệ của Tấn. Rồi Tấn đang rô đai cho em khách. Rồi rô đai nhẹ xong rồi Tấn test nhẹ vài cái cho anh em mình xem. Rồi Tấn giao xe. Thì bài này chỉ nhẹ thôi nha anh em. 54 xúc bóc 22-24 nha anh em. Thì cho cái tốc độ nó nhanh lẹ hơn An Giang, nhanh lẹ hơn tí xíu thì đi bình bông. Bình bông móc bô theo bài thì nó cũng rất ok nha anh em. Nói chung là rất là bóc nhẹ luôn. Bài này cũng gọi là bay bay nhảy nhảy luôn á. Cho nó ụt. Còn này là bình bông mới. Bình bông Trung Quốc. Thì sau khi vệ sinh rồi ráp lên thì lúc nào đầu lòng cũng sáng sủa cho anh em.
có những cái phần này là tại vì không có chẻ máy thì không có vệ sinh được cho anh em đó, anh em chỉ có làm đầu lòng nồi thì nó sẽ sạch sẽ vậy nha. Đó thì lúc nào cũng sạch sẽ cho anh em. Cổng này là dấu vết cũ, rồi cái bài này gọi là đầu lòng nồi 54, còn gọi là cam xăng nồi 54 dinh dinh cho si nha anh em. Thì cái bài này tướng báo giá cho anh em luôn là cam xăng nồi 54 cho si, thì giá làm cho anh em là 4 triệu, còn anh em móc bô thay cổ, móc bô thay cổ là 550 nha anh em, anh em móc tăng là 600 cũng là thay cổ cho anh em luôn. Còn bình bông luôn coi trên coi dưới và về thay gắt lơ, canh gắt lơ cho anh em luôn là 450. Còn ngoài ra anh em không móc bô, anh em có bình sẵn, bình xăng sẵn và bô có sẵn thì cục máy làm xong cho anh em là cam xăng nồi 54 là chỉ có 4 triệu nha anh em, luôn cả thay nhớt mới cho anh em luôn. Cam xăng nồi có nghĩa là làm từ nồi ra độ nồi cho anh em và lên trái cho anh em, làm chảo đầu cam còi xúc bắp cho anh em hết, cái đó như anh em thường gọi là đầu lòng nồi hoặc là cam xăng nồi là như vậy. Là 4 triệu là chưa bao gồm bình xăng và bô nha anh em. Cái đó là bình xăng và bô là tính sau, anh em có rồi thì ok anh em khỏi phải mua thêm, còn anh em chưa có thì mua bình xăng theo ý anh em và móc bô theo ý anh em tính sau nha anh em. Chậu 54 xúc bắp 22-24 nha anh em, trái 54 trái nhiều hả, trái này 54 hả? Ừ. Vậy trái này nhiều quá đâu à? Mới mua rồi. Ừ. Má ơi, trái này sao ta dám làm, trái này của xe gì? Mercedes. Wow, trái Mercedes nha anh em. Làm trái cái này chín mấy luôn chứ gì nữa. Wow, kinh khủng. Rồi chừng nào có dịp thì mới dám chơi cục máy, mà lên trái này tốn kém lắm mẹ, tao hết tiền rồi. Quá khủng khiếp anh em à, quá ghê. Này là cái lỗ gì anh Nịnh? Này lỗ hơi gì đó, tao chưa gành mà. Hả? Cái này em bỏ lọt đi luôn nè. Trời má. Rồi. Ô má ơi, này trái 110 nha anh em. Ừ, nặng cả ký. Ghê vậy? Cho nằm bên thôi. Này bỏ ngang lọt không ta? Bỏ ngang chắc lọt luôn. Rồi, đo coi, nhiều trái đó nhiều. 97 hả? À, ghê gớm rồi, đưa trái đây. 97 anh em ơi. Khủng khiếp. Để chừng chơi thôi chứ không có dám làm anh em ơi. Mấy cái trái này làm lên tiền chịu không nổi đâu. Gia công đồ tiền chịu không nổi. Để khi nào vô mánh gì có tiền hỏi máy tí xíu rồi mới dám chơi dám chơi mới dám lên em nó. Rồi cây xúc bắp không á, không bằng chấm tông. Xúc bắp này không phải của nó, xúc bắp này xúc bắp của SR1000 BMW đời 2015. Cảm ơn test vài cái, tranh thủ test vài cái để giao xe.
bài nổ bình thường, xe này bài nhẹ. Móc tăng im ấm từ ga nhỏ và phát từ phát lên khi mình lên ga nha anh em, rất là ấm hay. Máy thì trong tình trạng rất là êm và cũng đang trong tình trạng mới vừa rô đai nhẹ xong tại chỗ cho anh em, thì bây giờ chỉ cần anh em về đi 3 lít xăng như Tướng dặn nha, không thử tốc độ rống tại chỗ như Tướng làm là một. Cái thứ hai không ra chạy tốc độ nhanh, thử tốc độ xe đó, không đứng tại chỗ rống ga và không đi xa nha anh em. Trong vòng đi thì anh em đi trong vòng vài cây số là ok rồi, thì để gì, để cho máy mình nóng lên, máy nóng lên kia mình đi đường ngắn thì mình đậu lại mình nghỉ thì máy sẽ được nghỉ. Vài lần nhiều lần như vậy tự động máy mình nó sẽ chay, nó chay từ bít tông, chay từ xúc bắp này kia nọ, nó chay rồi, đến khi nó chay chay hết rồi là cục máy mình sẽ im hoài luôn nha anh em. Rồi, hôm nay Tuấn chia sẻ lại cái bài si cam xăng nồi cháy 54 cho si xúc bắp 22-24. Bài này thì đi xúc bắp AT cho anh em. Nếu mà anh em đi xúc bắp tiện cò zin thường thì 4 triệu, còn anh em đi xúc bắp AT thì là 4 triệu rưỡi nha anh em. Xúc bắp AT cò da mới cho anh em là 4 triệu rưỡi. Rồi, không tính bô với bình xăng nha anh em. Bô với bình xăng tính sao nha, Tuấn thì chỉ tính cục máy thôi, còn bô với bình xăng mỗi anh em mỗi ý, có anh em này thích đi bình này thì nó giá này đi bình kia giá kia, hoặc là đi bô anh em có sẵn như thế nào đó, cho nên tính không có, chưa có tính là luôn luôn là chưa tính bô với bình xăng, chỉ tính máy cho anh em thôi nha. Cục máy nào cũng vậy, là tính không có tính bao gồm bô với bình xăng trong đó nha anh em. Rồi, clip Tuấn chia sẻ cho anh em bài cam xăng nồi zin, cam xăng nồi cháy 54 Vinh Vinh xuất bắp 22-24 cho anh em. Tới đây Tuấn xin tạm dừng nha. Tuấn xin hẹn lại anh em clip sau của Tuấn. Bây giờ Tuấn bắt bẩn đồ vô cho đứa em nó xong xuôi rồi Tuấn giao cho đứa em nó về. Rồi Tuấn xin chào tất cả anh em, chúc anh em ngày nào cũng thành công, ngày nào cũng hạnh phúc, cứ luôn luôn là như vậy nha anh em. Công việc gì cũng thành công hết á, không có công việc gì làm khó được anh em mình. Đó là một cái điều mong muốn trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời của anh em mình nha. Rồi, Tuấn chào tất cả anh em.